Quý vị đang theo dõi điểm tin bất động sản tuần cùng Rich Nguyễn, được phát sóng vào 19h30 phút thứ sáu hàng tuần. Sau đây là những nội dung đáng chú ý từ ngày 11 tháng 11 năm 2023 đến 17 tháng 11 năm 2023. Tín dụng kinh doanh bất động sản tăng 21,86% sau 9 tháng. Thị trường bất động sản đã thoát khỏi nguy cơ mất phanh. Mất bao lâu để thị trường hấp thụ hết hàng tồn kho bất động sản? Giá nhà vẫn cao, tín dụng tiêu dùng bất động sản tăng chậm. Hà Nội duyệt quy hoạch công viên hơn 95 ha ở Hà Đông. Nếu dự thảo luật đất đai được thông qua, chi phí cấp sổ đỏ sẽ tăng lên. Tín dụng kinh doanh bất động sản tăng 21,86% sau 9 tháng. Thông tin tại Hội nghị tín dụng đối với bất động sản và phát triển nhà ở xã hội sáng 13 tháng 11, bà Hà Thu Giang, vụ trưởng vụ tín dụng các ngành kinh tế ngân hàng nhà nước cho biết, tính đến ngày 31 tháng 10, tín dụng đối với nền kinh tế đạt hơn 12,8 triệu tỷ đồng, tăng 7,39% so với cuối năm 2022. Đối với lĩnh vực bất động sản, tính đến cuối tháng 9 năm 2023, tổng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản của các tổ chức tín dụng đạt 2,74 triệu tỷ đồng, tăng 6,04% so với 31 tháng 12 năm 2022, chiếm tỷ trọng 21,46% tổng dư nợ đối với nền kinh tế. Trong đó, tín dụng bất động sản tập trung vào mục đích tiêu dùng, tự sử dụng chiếm 64% và dư nợ đối với hoạt động kinh doanh bất động sản chiếm tỷ trọng 36% dư nợ tín dụng lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên, trong 9 tháng qua, tín dụng kinh doanh bất động sản lại có sự tăng trưởng rất cao, dương 21,86%, cao hơn tỷ lệ tăng trưởng tín dụng chung và cùng kỳ năm trước. Điều này có thể cho thấy các giải pháp, nỗ lực của chính phủ, các bộ ngành địa phương trong việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho thị trường bất động sản đang dần phát huy hiệu quả. Thị trường bất động sản đã thoát khỏi nguy cơ mất phanh. Trong 10 tháng năm 2023, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt, các bộ ngành đã làm việc với quyết tâm cao nhằm xây dựng, hoàn thiện hệ thống khung pháp lý, chính sách đối với hoạt động kiểm soát, điều chỉnh, hỗ trợ thị trường bất động sản để đảm bảo tính đồng bộ, liên thông của hệ thống pháp luật liên quan đến đất đai, xây dựng nhà ở, kinh doanh bất động sản, chứng khoán, tín dụng và giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Liên tục trong thời gian ngắn, các quy định chính sách mới được ban hành, điển hình như Nghị định 08 NĐ-CP liên quan đến chào bán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp, Nghị định 10-2023 NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai, Nghị định 35-2023 NĐ-CP liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, rồi quyết định 338 QĐ của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030, quyết định 486 QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách Xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở, hay thông tư 11-2022-TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước quy định về bảo lãnh ngân hàng. Kết quả là thị trường bất động sản đã có dấu hiệu phục hồi rõ nét, góp phần tích cực nhằm giữ thị trường. Tuy thị trường chưa đủ lực để vượt dốc, nhưng cơ bản đã thoát khỏi nguy cơ mất phanh và đang lấy lại đà. Mất bao lâu để thị trường hấp thụ hết hàng tồn kho bất động sản? Mới đây, Ban 4 đã phân tích sơ bộ báo cáo tài chính của 1.579 doanh nghiệp niêm yết trên 3 sàn giao dịch chứng khoán ở Việt Nam, chia thành 10 ngành cụ thể. Trong thời gian từ 2018 đến 6 tháng đầu năm 2023, kết quả doanh thu các ngành giảm từ giữa năm 2022 đến nay, nghiêm trọng nhất là hai ngành bất động sản và xây dựng. Đặc biệt, doanh nghiệp xây dựng và bất động sản gặp vấn đề lớn nhất về dòng tiền khi số ngày phải thu và số ngày tồn kho tăng lên nhiều lần. Số ngày phải thu trung bình của doanh nghiệp xây dựng quý 1 2022 là 463 ngày. Thì sang quý 1 năm 2023 lên đến 1.165 ngày. Dù hết quý 2 2023 giảm xuống còn 598 ngày, nhưng cũng gây áp lực lớn lên dòng tiền của doanh nghiệp xây dựng. Bên cạnh đó, số ngày tồn kho trung bình quý 1 2023 lên đến 4.527 ngày so với 661 ngày của quý 1 2022.
Không chỉ doanh nghiệp xây dựng, số ngày tồn kho trung bình của doanh nghiệp bất động sản quý 1 2023 cũng lên đến 5.662 ngày, 15,5 năm. Cá biệt là có doanh nghiệp có số ngày tồn kho lên đến 54.334 ngày. Ban 4 phân tích, nếu áp tình hình bán hàng như hiện tại, doanh nghiệp cá biệt trên phải mất 149 năm mới bán hết giỏ hàng. Giá nhà vẫn cao, tín dụng tiêu dùng bất động sản tăng chậm. Niềm tin trên thị trường bất động sản chạm đáy khiến nhà đầu tư không xuống tiền, dù lãi suất cho vay chung dài hạn bình quân tại các tổ chức tín dụng hiện nay chỉ còn khoảng 7-9% một năm. Thanh khoản thị trường thấp, đến cuối quý 3, tăng trưởng tín dụng tiêu dùng bất động sản tại các ngân hàng lớn ở mức rất thấp so với cùng kỳ năm trước. Trong quý 3 2023, cơ cấu nguồn cung bất động sản trên thị trường vẫn chủ yếu là phân khúc trung và cao cấp. Trong đó, phân khúc căn hộ trung cấp giá 25 đến 50 triệu đồng một mét vuông chiếm khoảng 75% nguồn cung. Phân khúc căn hộ cao cấp có giá từ 50 triệu đồng đến 80 triệu đồng một mét vuông vẫn đang chiếm khoảng 26% tổng cung. Phân khúc nhà ở có giá dưới 20 triệu đồng một mét vuông còn khan hiếm. Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản thừa nhận thực trạng dư thừa sản phẩm nhà ở phân khúc cao cấp, thiếu nhà ở có giá phù hợp với người thu nhập trung bình và thấp. Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, Tổng Giám đốc Vietcombank, đây chính là điểm rủi ro khiến ngân hàng chùn tay và rất thận trọng với cho vay bất động sản, nhất là trong bối cảnh rủi ro gia tăng như hiện nay. Cơ cấu sản phẩm trên thị trường chưa cân đối, giá nhà vẫn cao so với thu nhập người dân nên chưa hướng tới người mua cuối cùng. Giao dịch chủ yếu mua đi bán lại, tiềm ẩn nguy cơ bong bóng bất động sản. Rất nhiều khách hàng của Vietcombank có sẵn tiền gửi trong ngân hàng. Dù bây giờ lãi suất đã xuống rất thấp, nhưng họ vẫn gửi tiền chứ không đầu tư bất động sản vì họ còn đang chờ giá xuống. Hà Nội duyệt quy hoạch công viên hơn 95 ha ở Hà Đông. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết khu công viên văn hóa vui chơi giải trí thể thao Hà Đông tỷ lệ 1/500 với diện tích nghiên cứu khoảng 950.128 m². Khu vực lập nghiên cứu quy hoạch nằm trên địa bàn phường Hà Cầu và phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, phía bắc giáp trung tâm hành chính quận Hà Đông và khu dân cư phường Hà Cầu, phía nam giáp tuyến đường Phúc La Văn Phú, phía đông giáp khu vực dân cư phường Kiến Hưng và khu vực đất dịch vụ phường Kiến Hưng, phía tây giáp tuyến đường quy hoạch mặt cắt ngang 24 m. Nếu dự thảo luật đất đai được thông qua, chi phí cấp sổ đỏ sẽ tăng lên. Bảng giá đất là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới chi phí làm sổ đỏ, dùng để xác định lệ phí trước bạ. Thế nên, việc điều chỉnh quy định liên quan đến bảng giá đất sẽ có ảnh hưởng không nhỏ tới chi phí cấp sổ đỏ. Điều 113 Luật Đất đai 2013 quy định bảng giá đất do các tỉnh quyết định căn cứ vào khung giá đất do chính phủ ban hành định kỳ 5 năm một lần. Trong đó, khung giá đất được hiểu là mức giá thấp nhất hoặc cao nhất với từng loại đất cụ thể. Dự thảo luật đất đai mới nhất đã bãi bỏ khung giá đất, theo đó căn cứ xác định bảng giá đất được quy định cụ thể tại Điều 154. Cụ thể, nhà nước sẽ không áp dụng mức giá tối thiểu và tối đa với từng loại đất, mà thay vào đó trước khi ban hành bảng giá đất của từng địa phương, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ căn cứ vào các nguyên tắc, các phương pháp định giá đất, các quy chuẩn và giá đất, sự biến động về giá đất thực tế trên thị trường để xây dựng bảng giá đất. Dự kiến ngày 29 tháng 11, dự thảo luật đất đai được biểu quyết thông qua. Như vậy, có thể từ sau năm 2023, khi bảng giá đất tại mỗi địa phương tăng, sẽ kéo theo các chi phí làm sổ đỏ tăng. Chương trình Điểm tin bất động sản cùng Rich Nguyễn tuần này xin phép được khép lại. Mọi ý kiến đóng góp và tham gia bình luận xin vui lòng để lại dưới comment. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo vào lúc 19:30 thứ sáu hàng tuần trên các nền tảng của Rich Nguyễn. Nhấn like, chia sẻ, đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ các video hữu ích từ Rich Nguyễn.